Không biết là bà có mang theo nước hoa không ta? Chứ trên xe là tôi nghe mùi chua lắm rồi đó. Xung quanh đây á, làm gì có khách sạn nhà trọ đâu. Nếu mà muốn mua cái gì bây giờ nữa thì phải chạy xe cả tiếng đồng hồ lận á. Trời ơi, cái trò dựng lều này á, nhớ mẹ không làm được đâu. Nếu mà không làm được ý thì gọi ba mẹ đến đón về luôn đi. Khúc rừng này đẹp quá à, mình chụp vài tấm để có hình up face. Bà con, bà giang thật ngứa.